giao lưu đánh đôi bóng bàn với hạng A bóng bàn tỉnh Quảng Trị. Nên sức hay đề nghị hai vận viên tập vận cái đề sức 37 quả giật bóng tốt của em luôn. Hay quá, một pha cứu bóng rất hay của Quốc Phương. Ô, một pha giật bóng rất nhanh thay ta. 6-9. Có một pha đội bóng góc cái phút trận đầu thứ hai ở tỷ số 11-8 nhưng về cặp vận động viên thể tài và thời gian tỷ số bây giờ 1-1.